theo tập 12, bốn thí sinh sẽ chinh phục vòng 3 ấn tượng với chủ đề hay Nguồn Sống. Trọng Nhân với màn lột xác bất ngờ trong phong cách và giọng hát. Trả hết cho người, trả luôn mất môi nụ cười, trả sống đời con hư không. Sĩ Toàn, giọng hát đầy chân thành và mộc mạc khiến bao con tim tan chảy. Từ đó vì cánh xa xin tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba em làm dâu nhà người. Kỳ Nam mang đến một tiết mục đầy sáng tạo và phá cách. Nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền, ta ôm lòng đất vào tim say trong giấc ngủ. Phi Ngọc Ánh mang đến một tiết mục vô cùng sôi động khiến cả sân khấu vỡ òa trong niềm vui. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Liệu các tiết mục mãn nhãn và đầy cảm xúc có chinh phục các giám khảo, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh? Bạn rất là thích em đưa cái tác phẩm Chí Phèo vô cái bài hát say này. Đó là một sự sáng tạo. Ca sĩ Ngọc Sơn, ca hát em có đầy đủ tố chất trở thành ca sĩ ngôi sao ca nhạc chuyên nghiệp. Ca sĩ Đông Đào, trời ơi, em làm chị thật sự là bị sốc á. Một hình ảnh rất là lạ, một phong cách mình bất ngờ luôn á. Diễn viên ca sĩ Ngân Quỳnh, giọng của em rất rõ và giọng em tốt. Các thí sinh ngang tài ngang sức này, liệu ai sẽ chinh phục được các giám khảo? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời qua các bài hát ngọt ngào đến từ Trọng Nhân, Phi Ngọc Ánh, Sĩ Toàn, Kỳ Nam. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Chuyên nợ với người này là mai phúc, với người khác là nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh này sẽ ở trong lòng người như những chiếc dầm gai, làm họ dây dứt từng ngày. Dầm trên tay còn xoay còn gỡ, dầm trong tim biết gỡ kiểu gì. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đời tình xa, tóc trắng bạc màu còn nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mất môi nụ cười, trả sống đời con hư không. Này gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Em ơi em, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Em ơi em, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ mong mãi. Trả luôn mất môi nụ cười,
cha sống đời con hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta? Cha hết, cha hết cho người, cha luôn mắt môi nụ cười, cha sống đời con hư không. Này gió, gió bay về trời, nay hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta? Đầu tiên xin được mời nhận xét đến từ giám khảo Đông Đào. Trời ơi, Trọng Nhân ơi, em làm chị thật sự là bị sốc á. Một hình ảnh rất là lạ và tự nhiên hôm nay đổi một phong cách mình bất ngờ luôn á. Và cũng không ngờ rằng là dám đổi phong cách này. Và thật sự hát cũng có cái màu sắc riêng á, màu sắc đặc biệt á. Nhưng mà cái dàn dựng nó rất là hay, tại vì á, đẹp trai quá. Và hôm nay cái màn hóa thân anh đánh giá rất là cao. Em thay đổi, anh thấy cái sự mạnh mẽ trong em nhiều. Em đầu tư tiết mục, đặc biệt là cái trang phục của em á, nó có tính biểu diễn nhiều hơn rồi. Năm nay Tình Bolero mở cái phân khúc ra, không chỉ giới hạn trong các cái ca khúc bolero nữa, mà cho các ca sĩ mở rộng cái biên độ mình ra, để cho phong phú cái nhạc mục, cũng như là chúng ta mang lại những cái món ăn tinh thần mới. Thì anh rất là vui cái màn sáng tạo như vậy. Cha hết tình tôi còn nỡ không thôi, mắt đã mù loà vì đời tình xa, tóc trắng bạc màu còn nỡ yêu nhau, nào biết ngày sau cha nỡ tình nhau. Thực ra em phá cách một ca khúc, nó cũng có một cái màu sắc của một anh chàng hát bolero mượt mà, nhưng mà đem lại cái hồn mượt mà thêm vô trong cái bài hát Trả Nợ Tình Xa. Và đặc biệt là cái sự dàn dựng và make up cho em rất là lạ. Chúc mừng tiết mục rất là hoàn hảo của em, Trọng Nhân. Mỗi một ngày cái tính trình diễn của em nó có nhiều hơn rồi. Lúc trước những cái tập đầu em còn hoang mang trong cái việc mà mang cái hình ảnh của em từ điện ảnh qua, thì đôi khi nó nhập vai và nó làm cho em bị mất tập trung nhiều, đúng không? Và kỳ này em thông minh hơn rồi, có là em đi vô cái số phận của bài hát nhiều hơn, thì rõ ràng là cái chất lượng bài hát nâng rất là cao. Má không ngờ con hát hay gì đó Nhân à. Đóng chung với Nhân nhiều phim, không ngờ con có một cái giọng thiên bẩm, con xuống mấy cái nốt trầm rất là hay luôn. Cha hết cho người, cha luôn mất môi nụ cười, cha sống đời con hư không. Giọng con là phải gọi là nó có một cái tư chất. Cho nên bây giờ con hội tụ nhiều cái yếu tố là dốc dáng đã ăn tiền, thêm cái lối diễn xuất con nữa. Má Quỳnh đang ước mơ có một cái sân khấu nhạc kịch, và cái nam diễn viên chính đó chính là con. Đó, má chỉ ao ước như đó thôi. Là vì Trọng Nhân vừa hát tốt lại diễn xuất tốt, cộng thêm một cái bài hát dàn dựng theo kiểu người sói như thế này rất là hợp luôn. Đêm nay cái bài của con rất là xuất sắc. Thực sự ra chỉ anh nói một cái chút xíu thôi. Cái tiết mục này á, anh vẫn muốn em lúc mà hát á, em biến chuyển nó một chút nữa. Thí dụ ở cái mặt hền á, em cố gắng diễn nó ở cái mặt sâu hơn chút. Khi mà bắt đầu con anh sói thì em hung dữ hơn. Thì thật ra trong rock á, không phải lúc nào mình cũng phải cố gắng gào lên lớn đâu. Em ơi em, anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Chờ mong mà đôi khi mình hát bằng cái nội lực ở trong á, thì giá như một chút đó thì em sẽ có hoàn thiện hơn. Nhưng dù sao đây là một phiên bản anh rất là mong chờ, tại vì em đã dám thay đổi mình, và anh nghĩ là sự thay đổi đó đã mang lại những cái tín hiệu rất là tích cực. Chúc mừng Trọng Nhân nha. Nếu Trọng Nhân muốn tiến sâu hơn nữa về ca thì cần một dấu chấm, chấm lặng tình cảm, làm sao mà thu hút được đại gia đình yêu thương.
thì mình phải có một cái tĩnh ở đó. Giống như những cái pháo hoa rất là đẹp, bắn lên rồi nó bung lên trời đã tan hết. Nhưng vấn đề người ta xem những cái một cái gì rất là nhỏ rớt vào trong trái tim. Em cần một cái đó. Tại vì em có đầy đủ tố chất của một ca sĩ chuyên nghiệp. Và ca sĩ chuyên nghiệp nhiều khi không diễn tốt được như em. Tại vì qua trường kịch nghệ hoặc điện ảnh thì em đã học được cái đài từ của giọng nói. Em thi về đủ thứ, con người em toát lên một nghệ sĩ rất là đẹp. Ca hát em có đầy đủ tố chất trở thành ca sĩ ngôi sao ca nhạc chuyên nghiệp rất là tốt và rèn luyện hơn nữa. Em hôm nay với tiết mục này tôi rất là thích, chúc mừng em, rất tuyệt vời, cố gắng hơn nữa nhé. Cảm ơn ban giám khảo và xin được chúc mừng Trọng Nhân. Tôi nhớ những năm tháng tuổi trẻ khi đầm mình trong những cơn mưa thành phố. Lúc đó vừa có cảm giác lo sợ, chị đường về thì xa, mình thì ướt. Lại cũng có cảm giác thi dị. Chị mưa lúc nào cũng là khởi nguồn cho nhiều bài ca, bài thơ trong đời. Mưa với tôi giống như một tiếng chuông, nhắc mình dừng hết mọi lao xao để quay trở về vui với đứa trẻ bên trong của mình, dẫu đứa trẻ ấy cũng còn nhiều những vết thương lòng chưa lành lặn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trang tình này. Rồi từ đó vì cánh xa xinh tình thế nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếng thương đời, đầu buồn em không chia phôi. Anh về gom gom kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương. Tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn tường đã cũng buồn. Chân đi tìm tôi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài.
nghe hơi thở tranh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Rồi từ đó vì cánh xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người, âm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn em không chia phôi, anh về gom gom kỷ niệm tìm vui. Cuộc tình đó đã quá xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy, hồn còn say men ái ân chiều ấy, bóng dáng em từ đây đã khuất xa trời mây. Hồn còn say men ái ân chiều ấy, bóng dáng em từ đây đã khuất xa trời mây. Mời nhận xét đến từ giám khảo Đông Đào. Thực sự chị rất là thích cách Toàn hát á, rất là gần gũi và gần như là em hát bằng cái tình của em thật sự luôn á. Từng chữ, từng chữ, từng chữ em nhả ra rất là rõ lời. Nếu như chị đánh giá ở một cái khái niệm rằng là phải chuyên nghiệp thì em không thể phát âm giống chuyên nghiệp được. Nhưng không riêng gì chị, với những người thích nghe nhạc bolero, họ thích mộc mạc, họ thích chân phương thì họ lại rất thích nghe cái kiểu hát của Toàn. Tại vì sao? Không cần cầu kỳ, miễn sao rõ lời và có một cái tình ở trong đó. Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tường đa cũng buồn, chân đi tìm tôi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài, nghe hơi thở tranh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Đặc biệt nét mặt của Toàn diễn rất là nhập tâm, rất là buồn và nó làm cho mình cảm thấy một cái gì đó cảm thông bởi cái sự cô đơn đó. Nhìn có người là thấy thiện cảm liền ha. Gương mặt này, cái nét ngây thơ trong tình yêu này. Nói chung là nhìn em một cái nhà thiết kế không mà nhìn người ta quý lắm. Nhìn biết là con người này rất là tử tế, rất tốt với mọi người, cho nên toát ra cái ngoại hình, cái nụ cười rất đẹp, hiền, chân chất, đầy mang tính nghệ sĩ. Tại vì em làm nghề của em cũng là nghệ sĩ mà. Và qua giọng hát cũng vậy, coi như là tỏa lên cái tiếng hát của em thì nó ngọt ngào, trong trẻo, tình cảm lắm. Chúc mừng em. Chị Quỳnh có một cái tật đi xem ai đó ca hát, đầu tiên là nhìn bộ đồ. Nhà thiết kế khi nào lên bộ đồ rất là đẹp. Và một cái bài hát tạo nên một cái ý nghĩa giống như là thành phố mưa bay, tình yêu tan vỡ như bong bóng. Rồi cộng thêm cái gương mặt của em rất là hiền, bị người yêu bỏ đi thấy dễ thương, dễ sợ. Tuy đằng nhịp của em yếu chút xíu nhưng mà giọng của Toàn á rất chuẩn. Giọng của em rất rõ và giọng em tốt. Rồi từ đó vì cánh xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người, âm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn em không chia phôi, anh về gom gom kỷ niệm tìm vui. Cho nên á, không có gì không thể nha. Ví dụ như em yêu thích cái bộ môn ca hát này thì em tiếp tục theo đuổi nó, chị nghĩ rằng sẽ thành công. Thật sự mà nói, cái giọng của Toàn thì em phải tập lấy hơi và nhịp. Tại vì em chia câu nhiều chữ bị cắt ra lắm. Có nghĩa là có cái câu đó mình cắt ra quá nhiều á. Anh biết đó là cái cách thông minh, khi mà mình rung thì mình cắt ra cho nó ngắn lại để mình ca cho nó đủ hơi. Nhưng mà về khía cạnh mà chuyên nghiệp hơn thì mình phải tính đi học cho cách lấy hơi. Chị nói vậy nè, cố gắng một chút xíu nữa tập trung bởi cái nhịp. Mình nghe cái nhịp ở trong đầu mình chứ không phải là mình nghe bởi ở ngoài nó dội vô. Tại vì đôi khi á,
ở một cái khán phòng nhạc phát ra sẽ chậm hơn một chút xíu bởi tiếng hát của mình. Cho nên em thấy cái đoạn trước em vừa hát xong, nhạc sau em cứ sợ em cứ vô thì lại ra em bị vô hơi sớm hơn một tí. Cho nên mình nghe bằng cảm xúc một chút thì em sẽ đoán được cái nhịp để em vô. Anh chỉ nói một chút cái kinh nghiệm thôi. Cái xử lý cái dù á, không có ai xử lý giữa lòng câu như vậy hết. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gốc thông già, chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Em đang hát giữa câu đó em phải bỏ xuống. Thì sau á, một đó là tính với đạo diễn là đưa cho cô gái mang đi luôn. Còn thôi mình phải tìm tới một cái câu nó hợp lý á. Nó có câu hợp lý lắm, đẹp hơn á. Chứ em đang hát và em phải cúi xuống, em đặt nó xuống á, cái câu nó bị gãy và mình mất tập trung. Tuy nhiên đó là một cái sự cố gắng của em. Em đã đem được đến cho những người yêu nhạc và nhất là nhạc bolero, họ sẽ có một cái nhìn khái niệm khác hơn nữa. Bởi vì sao? Sẽ mở rộng hơn những đối tượng yêu thích nhạc bolero. Và đâu phải rằng là mình cứ hát như thế là không có người nghe đâu. Vẫn có một cái đối tượng cố định họ nghe và họ thích nghe như vậy. Nhất là bây giờ em thấy không, mình cứ đi về quê, nhất là miền Tây mình, gần như nhà nào á, 10 nhà cũng hết, 4-5 nhà có những cái loa giống như loa hát trực tiếp á, họ rất là thích hát. Không cần phải hát chuyên nghiệp lắm, nhưng mà người ta nghe ở cái tình chị chắc chắn rằng Toàn sẽ có động lại trong lòng một lượng khán giả không nhỏ. Bởi vì họ yêu thích giọng hát của Toàn cũng như là hình ảnh của Toàn, một người yêu nghề thật sự. Cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại. Người say không biết buồn, đó chính là lý do vì sao muốn quên đi cuộc đời buồn chán đang diễn ra, người ta tìm đến cơn say. Nhưng thứ gì chúng ta lờ nó đi, lúc nào đó nó cũng sẽ trở lại theo cách tệ hại hơn. Nhưng người tỉnh cơn say lại càng muốn say, một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Ta say, trời đất cùng say, ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán sự đời, vì đời bạc tự như vôi. Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta trăng hiền, ta ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người. Tình đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tận tay tôi. Nhớ những đêm lẻ loi, nhìn phút người vui, nỗi sầu này ai có hay. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Ta biết ta đã già, nên người đã vội bỏ ta. Đêm nay rượu ít mà say, hay say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếm sau này được làm cỏ dại xanh tươi. Say, trời đất cùng say, ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán sự đời, vì đời bạc thường như vôi. Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên,
lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ. Cho quên đi kiếm làm người, và thế đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tận tay tôi. Nhớ những đêm lẻ loi, nhìn phút người vui, đôi sau này ai có hay. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Ta biết ta đã già, nên người đã không có ta. Đêm nay rượu ít ma say, hay say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi. Ta cầu mong kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi. Ta cầu mong kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi. Kính thưa quý vị và kính thưa quý ban giám khảo, một phiên bản Chí Phèo Thị Nở xin được mời ca sĩ Ngân Quỳnh. Đầu tiên thì cô Quỳnh khen là em có một cái lối diễn xuất rất là hay. Nhưng có lẽ em lo diễn nhiều quá cho nên cái phần ca ngay cái điệu swing sau á, nhịp nó bị chông chênh. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Ta biết ta đã già, nên người đã vội bỏ ta. Giá như em chú ý diễn ít một chút xíu, mình chú tâm vô cái phần nhịp đó thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà cái chất giọng của em rất là hay. Mình là một nghệ sĩ, nếu mình cộng thêm cái giọng hát hay, nó sẽ là một lợi thế cho mình, một lợi thế rất là lớn. Nó sẽ mang cái hồn mình bay bổng, mình có thể vào những cái vai mình đa dạng hơn nếu như cái âm nhạc của mình nó thấm nhuần vào trong người mình. Cô chỉ góp ý một chút xíu đó thôi. Vâng, nhìn thần thái rất là đẹp, phong thái của một nghệ sĩ. Mà vấn đề là vậy, cái cậu này, chúng ta đang nằm trong chương trình ca tình bolero. Các bạn phần sau thi phải nhớ rót cái chữ tình vào tim người ta trước. Cái chữ tình qua cái giọng hát của mình diễn tĩnh lại một chút xíu, chứ không thôi uổng. Mình mới có đầy đủ hết 11 viên ngọc quý, làm sao để mạnh sáng hơn nữa thì rất là tuyệt vời. Thật ra em á, em diễn rất đẹp, diễn rất tốt. Mọi người đã nói rồi đúng không? Mà em cần phải hiểu rằng cái một bài hát mình là người say. Cho nên mình say thì cũng có lúc mình tỉnh. Trong cái say của mình nó có một cái tỉnh, tĩnh lặng cái nội tâm mình. Tại mình đang hát nhạc tình, cho nên em cần phải rót mật vào những cái chỗ mà mình cần lắng một chút xíu tiết tấu nữa thì tuyệt vời luôn. Thật ra là như cô Đào nói, giá như nửa bài đầu á, em uống thôi nhưng mà đừng có say, để mình tỉnh. Tại vì nguyên một bài em bị cuốn theo cái tuyến diễn á, nên là em cố gắng di chuyển cho hết cái sân khấu này, nên là cái phần hát của em nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thật ra thì anh luôn luôn là cái người ủng hộ cái sự sáng tạo và cái mới, và anh biết em cũng muốn làm cái mới cho tiết mục này. Nhưng ở tiết mục này rõ ràng là mình nêm nếm nó quá tay. Thật ra khi mà em di chuyển nhiều như thế, cái điểm mạnh của cái vở này nó lại mất đi cái hay. Cái người say đó có những lúc họ cũng ngồi trong cái nỗi buồn. Tại vì mình là diễn viên cho nên đôi khi em nghĩ là mình phải diễn như vậy mới đạt được. Nhưng không cần thiết quá nhiều như vậy, bởi vì mình đang diễn là diễn hát. Mình cần rót cái mật vào cái tình. Đôi khi em đang điên như vậy đó, em lắng xuống một cái, em hát vuốt rất là tình cảm vô. Chỉ cần bao nhiêu đó nữa thôi là tuyệt vời. Đó là những kinh nghiệm để cho cái bài hát mình nó hoàn hảo hơn. Nhưng mà anh vẫn khẳng định em là mỗi người chịu khó sáng tạo. Nhưng mà chúng ta chú ý đến cái phần lắng ở trong con người của mình. Đặc biệt là trong một tiết mục phải có những cái chỗ để mà mình trải lòng mình ra. Anh rất là thích em đưa cái tác phẩm Chí Phèo vô cái bài hát say này. Đó là một sự sáng tạo. Nhưng có vẻ như là các em chưa có tìm ra được cái sợi chỉ mà dẫn đường á, nên hơi bị lạm dụng nó. Nhưng dù sao anh vẫn ghi nhận cái sự sáng tạo của em trong cái vở này. Cảm ơn em. Giọng hát đẹp, dáng đẹp, mọi thứ hiền hòa, diễn xuất tốt. Nhưng mà mình tập trung vào hát hơn để mà cho truyền cái tình cảm đến mọi người đang nghe xem. Và đặc biệt đại gia đình đang nghe cậu này hát như thế nào. Chúc mừng con nha. Xin cảm ơn và xin chúc mừng Kỳ Nam.
Nếu đất là nguồn sống của cây, mây là đại diện của trời, nếu nước là cuộc đời của cá và nắng là nguồn chui của hoa, vậy thì nguồn sống của một người con gái trẻ là gì nữa đây nếu không phải là tình yêu? Chính từ tình yêu, người ấy sẽ trưởng thành êm ấm, và từ đó cô ấy sẽ lại mang tình yêu trở thành nguồn vui cho tất cả những người xung quanh mình. Ôi, tình yêu tuyệt vời! Loài ngóng đá mang tên em đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến. Loài hoa trắng mang môi em đã hơn mấy lần ù nhì hương đêm. Loài rêu biếc mang mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nương. Loài sen trắng mang tay em về trên góc ngà rừng sâu không tên. Cây lắng sầu sương xuống đồng, hàng cây khô bao kiếp cúi đầu. Đôi mắt buồn nghe dối hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không ưu phiền. Người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Lời dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai bên ai, hãy cho nhau một đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Em có thấy hoa kia mây mờ trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được hẹn vui. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, cho nay vẫn cứ đi đi hoài. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Còn gặp nhiều chông gai, cho đời vẫn cứ đi đi hoài. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, cho đời vẫn cứ đi đi hoài. Thưa quý vị, như chúng ta đã thấy, tình bolero đề cao nhất là cái tình giữa các anh chị em nghệ sĩ với nhau. Vì vậy là chúng ta thấy cả ba thí sinh còn lại cũng xuất hiện trong cái màn cuối để thể hiện hết. Xin được mời những nhận xét đến từ ca sĩ Ngân Quỳnh. Chào em, chị nhìn em là chị thấy em có một cái năng lượng, phải gọi là năng lượng tích cực. Dù chúng ta đang ở nơi đâu, hoàn cảnh nào, luôn luôn cái năng lượng tích cực chúng ta phải mang đến. Thì hai cái bài nhạc vừa rồi cũng giống như là cái phong cách của em. Em đã rất là vui trong bài hát này. Chúc mừng em đã hoàn thành bài hát này. Thực sự tôi rất mê tiết mục này. Tôi nhớ lại cái thập niên lên ngôi của những phong trào nhạc pop rock, nhạc rock. Chính tôi hồi xưa vào trường đại học sân khấu điện ảnh thì tôi cũng đã từng nhuộm cái tóc xù lên
cho nó thành cái model đó. Mình rất là thích khi nhìn thấy em mặc đồ hippie và hát những ca khúc này. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Nhớ lại cái ngày xưa và em diễn rất là dễ thương, và cái mashup của các bài hát này tôi chấp nhận, tại vì mình đong đầy cảm xúc qua từng bài, mình thích lắm. Cái mashup này ok, ba bài rất là tuyệt vời, nghe rất ngọt ngào, em rất là dễ thương và các bạn diễn của em nó lên đẹp mà tình cảm dễ thương, đúng là tình của Bolero, tình của những nghệ sĩ. Chúc mừng em nhé. Một tiết mục quá vui, tạo cho người ta cảm thấy tinh thần là phấn chấn. Một cái hình ảnh, trời ơi, bây giờ là không còn cái gì để nói nữa hết trơn á, chỉ có khen thôi. Nhưng nói chơi chứ có vài chỗ chỉ chiêu, tức là mình hát nhạc mà mình vừa nhảy đó, nó rất là mệt. Cho nên có những đoạn em không cần ngân, em hát gọn thôi. Bản thân ơi cố gắng yêu thương người, đúng không? Bản thân ơi cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Đơn giản vậy, chứ đừng có bản thân ơi cố gắng yêu thương đời, dù người không yêu ta. Nó sẽ làm cho mình mệt hơn. Bản thân ơi cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai quen ai hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua ta. Đúng không? Mình hát gọn lại thì sẽ có những cái sự thay đổi, nó sẽ có những cái sự hấp dẫn hơn trong cái bài hát. Tại vì mình mashup ba bài, nó tiết tấu nó giống nhau, cho nên mình lúc mình trẻ cái bài khác hát, mình thay đổi một cái trạng thái phát âm gọn lại nữa. Và chị muốn nếu mà chồng anh đánh guitar lúc anh đứng trên bục cao đó, em lại đó thôi, bước lên luôn, hai người đấu dai vô, trời ơi lắc, trời rốc, rất là rốc luôn. Cái đó bốc hơn nữa đó. Thật sự chị coi mấy tiết mục này chị rất là thích. Thích ở cái máu của tụi em rất là nồng nhiệt và rất là nhiều cái sức trẻ. Cho nên là chúc mừng em tiết mục này. Chắc là anh Vũ Thành Vinh rất là thích. Thì hôm nay anh thấy chị Vi Ngọc Ánh đã phát triển như thế nào? Anh rất là vui á. Thực sự là mà nói, mỗi một chương trình mở ra thì sau chương trình đó chúng ta phải giữ lại được những cái gì. Ngoài cái tiết mục mà chúng ta tặng cho khán giả thì anh thấy các bạn gắn bó với nhau, anh rất hạnh phúc và rất vui. Thật ra mà nói cuộc sống quá nhiều vất vả rồi. Chúng ta đã trải qua những cái thăng trầm của cuộc sống, chúng ta phải quý những cái khoảnh khắc mà chúng ta có trong cuộc đời hay là trên sân khấu. Chúng ta quý trọng từng phút giây mà mình có, khó mấy cũng thành. Có nhiều người hỏi anh Vinh là thành gì? Không thành công thì cũng thành nhân. Muốn thành cái gì là do chúng ta mà nên thôi. Anh thấy các em làm hết sức như vậy, anh rất là vui. Mà ngày hôm nay cái tên của em là Phi Ngọc Ánh, nên anh xung Phi thẳng xuống nước luôn. Mà không chỉ Phi là các bạn, tất cả mọi người, khi mà tạo ra một cái sân chơi, một cái không khí như vậy, anh rất là muốn các bạn gắn kết. Và các bạn làm được một cái điều nữa là mang âm nhạc, mang đến cho cuộc sống. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trời đây vẫn cứ đi đi hoài. Anh nói thật, âm nhạc có một cái sức rất là mạnh mẽ. Nó gắn kết chúng ta, nó mang cho chúng ta những cái điều rất là hay trong cuộc sống. Đặc biệt là anh thích là nó nâng tâm hồn của chúng ta. Anh nhắc lại một lần nữa, và điều đó ngày hôm nay anh cảm nhận được. Giờ phút này đứng ở đây, anh rất là trân quý những gì mà Phi Ngọc Ánh mang đến. Mỗi một vòng em đều cố gắng rất là nhiều. Mặc dù đây không phải là sở trường của em, nhưng mà vì tiết mục, vì chủ đề mà em đã mang đến, cảm ơn anh rất là nhiều. Em có muốn nói gì không? Dạ có. Đến thời điểm này, đây là cái tiết mục mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Và cái niềm hạnh phúc của em, niềm may mắn của em, đó là em được ở trong team của đạo diễn Vũ Trần. Em được đi học thầy của em. Hai người rất có tâm giúp đỡ và suy nghĩ, tư vấn cho em từng cái nhỏ nhất, từ đầu tóc, quần áo, trang phục, rồi làm bài rất là kỹ. Và cái bài này cũng giống như là một cái thông điệp mà cái team của em muốn gửi đến cho tất cả quý vị giám khảo, anh chị em ekip và khán giả theo dõi Tình Bolero 2022, rằng cuộc đời này nó ngắn lắm. Mình vui được khi nào thì mình cứ vui, và mình cứ đến với nhau bằng tất cả những cái gần gũi và chân thật nhất. Tình Bolero, tình trong từng câu hát, thì tụi em là tình trong từng giây phút. Những giây phút của tụi em bên nhau là tình cảm, là gắn bó, là anh em, là hết mình. Em xin cảm ơn. Yeah, cuộc đời này rất ngắn, mình phải vui trong từng giây phút. Xin cảm ơn và xin chúc mừng Phi Ngọc Ánh. Chúc mừng 8 thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Sau đây là kết quả của top 8 tại vòng 3 mang tên ấn tượng.
Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Khép lại vòng 3 mang tên Ấn Tượng, tám thí sinh sẽ chinh phục vòng 4 mang tên Giấc Mơ với chủ đề 1 Kịch Bolero. Trong tập 13, 4 thí sinh đầu tiên chinh phục chủ đề mới là Trọng Nhân, Phi Ngọc Ánh, Sĩ Toàn, Kỳ Nam. Đặc biệt, trong vòng thi này, 4 thí sinh sẽ cùng nhau diễn kịch kết hợp thể hiện các bài hát ngọt ngào qua phần thi nhóm. Ngoài việc thể hiện khả năng của bản thân nổi bật, các thí sinh còn phải kết hợp ăn ý cùng với bạn diễn. Một Kỳ Nam khôi ngô tuấn tú, một Trọng Nhân oai phong dũng mãnh, một Sĩ Toàn thông thái uyên bác, một Phi Ngọc Ánh xinh đẹp sắc sảo. Lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Rồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Bây giờ tình mới rõ tình, thôi thôi đã mất giao hoàng chẳng sai. Đôi chân lê bước thương đau, đi trong giá buốt cành thâu, vẫn má hồng nặng gánh u sầu. Chiều mịch mù cát bay toa bước ngựa vi, đường trường nếp tan y hùng cường. Vẫn còn bay trong gió bóng từ xa, sắp dần qua bóng tràn chập trùng. Vượt núi non cu với hành lương đồ đường, chiếc hùng gươm xanh tương dưới tàu y, đêm nhịp đi vô ngựa phi. Anh Tùng từ đẹp để cho tiết mục này, đẹp về dàn dựng, đẹp về ý tưởng. Một tiết mục thật là tuyệt vời. Đây là không phải tiết mục dự thi nữa, mà nó là một tác phẩm để biểu diễn. Phương Dung mong ước là các em sẽ có nhiều tác phẩm tuyệt phẩm hơn nữa trên sân khấu Tình Bolero. Họ sẽ hóa thân vào nhân vật trong tác phẩm kinh điển nào khiến các giám khảo dâng trào cảm xúc đến vậy? Đón xem tập 13 Tình Bolero được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 12 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tình Bolero, tình trong từng câu hát.